Chào mừng các bạn đã đến với Việt Sử Toàn Thư. Thưa quý vị và các bạn, cách đây hơn 100 năm thì cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của người Mờ Nông dưới sự lãnh đạo của vị tù trưởng Lờ Trăng Lơng kéo dài 24 năm liên tục từ năm 1912 đến đầu năm 1935 đã để lại những tràng sử chói lọi về lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết đấu tranh bất khuất để giành độc lập của đồng bào các dân tộc trên vùng đất Tây Nguyên anh hùng. Mời các bạn cùng tìm hiểu về tù trưởng Lờ Trăng Lơng, huyền thoại người anh hùng nơi đại ngàn. Vài nét về tiểu sử vị tù trưởng Lờ Trăng Lơng. Lờ Trăng Lơng sinh năm 1870 và mất năm 1935 tại Bon Pupan, Pupơ. Lớn lên, ông cư trú và là tù trưởng của làng Bu Nờ Trang, nơi thuộc địa bàn xã Đắc Rờ Tính, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Căn cứ sử liệu địa phương cho biết, Lờ Trăng Lơng là người tài cao đức rộng. Ông có nhiều nương giấy, lại biết tính toán làm ăn nên đến mùa thu được rất nhiều lúa, ngô, nuôi được nhiều trâu, bò, heo, gà. Vì vậy Lờ Trăng Lơng trở thành người giàu có nhất trong vùng, khắp cao nguyên Mờ Nông ai ai cũng biết. Ông được đánh giá là người bậc nhất trong Bon bởi ngoài tài giỏi, giàu có, ông còn có lòng thương người, hướng dẫn đồng bào trong làng, ngoài Bon những kinh nghiệm săn bắt, chăn nuôi, trồng trọt, sẵn sàng giúp đỡ nhiều người, nhiều Bon nghèo khó khi hoạn nạn, mất mùa, lại có phẩm chất và tài năng đã dẫn dắt các dân tộc Tây Nguyên đoàn kết, cùng khởi nghĩa chống thực dân Pháp kéo dài 23 năm, từ năm 1912 đến năm 1935, làm nên những chiến thắng vang dội, giải phóng nhiều vùng đất rộng lớn trên Tây Nguyên khỏi ách thống trị của thực dân Pháp. Cuộc kháng chiến của Lờ Trăng Lơng diễn ra trên một địa bàn khá rộng, gần như toàn bộ vùng cao nguyên Nam Đông Dương, từ cao nguyên Làng Biang của người Mờ Nông Rờ Lăm sang bến bên tả ngạn sông Mê Công của người Mờ Nông Khmer. Từ dưới chân núi cao nguyên Pleiku của người Gia Rai, Ba Na xuống đến cao nguyên Di Linh, vùng người Mạ, Khơ Ho, Sơ Tiêng, khu vực hoạt động chủ yếu của nghĩa quân là vùng cao nguyên Mờ Nông nằm vắt qua cả ba xứ Trung Kỳ, Nam Kỳ và Campuchia. Đây là vùng có truyền thống đấu tranh từ lâu đời của người Mờ Nông, Sơ Tiêng trước sự đe dọa của các quốc gia hùng mạnh hơn. Theo các tài liệu để lại, Lờ Trăng Lơng sinh khoảng năm 1970 tại Buôn Bù Pa, một làng Mờ Nông của Biệt Bí, nằm cách biệt dưới chân núi Nam Đờ Rôn thuộc khu vực suối Đắc Nha, phía bắc cao nguyên Mờ Nông. Thuở nhỏ, Lờ Trăng Lơng được miêu tả là một cậu bé nhanh nhẹn, tháo vát hay giúp đỡ người khác và dũng cảm. Người trong làng yêu quý cậu và người em trai Dơ Lang Ong khi lớn lên được các già làng, tù trưởng kể về tấm gương chiến đấu của các tù trưởng Amajao, Nờ Trang Gư, Nờ Trang Lưng rất tỏ ra khâm phục. Nờ Trang Lưng có vóc dáng bé nhỏ nhưng gương mặt rất lớn, tiếng nói vang vọng, ông được dân trong vùng kính trọng và thần thánh hóa như một huyền thoại. Người bị đồn rằng ông có phép biến mặt mình thành mặt hiêu và khi nghe ông hét thì thú dữ cũng phải bỏ chạy. Sau khi xâm lược và bình định xong các tỉnh đồng bằng, Trung Châu, thực dân Pháp tiếp tục thăm dò, mở rộng địa bàn xâm lược lên Tây Nguyên. Những năm cuối thế kỷ 19, thông qua những đoàn truyền giáo, thám hiểm, thực dân Pháp bắt đầu đưa quân viễn chinh lên xâm chiếm vùng đất màu mỡ và hoang sơ này để mở rộng và củng cố bộ máy thống trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Thực dân Pháp đã nhiều lần tiến quân từ đồng bằng lên cao nguyên Mờ Nông, không thành vì gặp phải sự kháng cự quyết liệt của đồng bào bản địa. Tháng 2 năm 1914, Pháp tìm cách tiến vào trung tâm cao nguyên Mờ Nông bằng con đường Campuchia sang và đã nhanh chóng xây dựng một cơ quan đầu não cai trị tại địa bàn Bon Murada do Henry Machi, trưởng phái bộ khảo sát Đông Cao Miên, làm đồn trưởng. Nhân dân địa phương thường gọi là đồn Bumera vì được xây dựng ở Bon Bumera. Ngoài cái tên gọi này, đồn còn tên gọi là Bon Machi, đồn Met vì Henry Machi làm đồn trưởng. Trong những chuyến du hành của mình từ năm 1909 đến năm 1911, Henry Machi, một nhà thám hiểm và thực dân Pháp đã thu thập được một khối liệu tài liệu lớn về vùng đất Tây Nguyên hoang sơ. Những tài liệu dân tộc học ấy được ông tập hợp và công bố trong tác phẩm Rừng Người Mọi tại Paris năm 1912.
Trong những chuyến đi khảo sát của mình, Henri Machi cũng đồng thời thiết lập các cơ sở thực dân cho người Pháp trên những vùng mà ông ta đi qua. Henri Machi chọn đồn Bumera làm địa điểm đặt đại hành chính để áp đặt lên cao nguyên Mờ Nông vì vùng đất đỏ Ba Gian phù chú này có nhiều lâm sản quý, mỏ quặng, sông, suối, cung cấp nguồn tài nguyên vô tận. Mặt khác, cao nguyên Mờ Nông là địa bàn nằm vắt trên ranh giới của ba xứ Trung Kỳ, Nam Kỳ và Cao Miên, được xem là nóc nhà của Nam Đông Dương, thuận lợi cho việc bóc lột, khai thác kinh tế và đàn áp trong đấu tranh của đồng bào bản địa. Bên cạnh đó, bản Bumera có vị trí chiến lược cơ động nhất ở cao nguyên, nằm trên lưu vực suối Đắc Bu Sô, nay là địa bàn xã Đắc Bu Sô, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Từ Bumera có thể tiến hành các cuộc tiến quân lên Bắc Cao Nguyên và xuống vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bào Sơ Tiêng, Mạ, Khờ Ho. Địa bàn này cũng rất thuận lợi trong việc đi lại giữa hai lưu vực sông Đồng Nai và sông Bé, với vị trí địa lý thuận lợi, đất đai màu mỡ, dân số tương đối đông, kinh tế khá giả là cơ hội để cho chúng bắt bớ, thu nạp binh lính và vơ vét của cải đồng bào ở vùng này. Điều này đã làm đụng chạm đến quyền lợi cũng như phong tục của các dân tộc bản địa. Đây chính là nguồn gốc của các cuộc nổi dậy của các bộ tộc Tây Nguyên chống thực dân Pháp do thủ trưởng N. Trang Lương đứng đầu. Nhận thấy các phong trào do người bản địa khởi xướng, mạnh nha, bùng phát và có thể lan rộng, người Pháp điên cuồng, cho quân trấn áp quyết liệt. Họ liên tục cử lên nhiều toán binh lính đóng đồn. Những binh lính này sẵn vũ khí trong tay và không bị ràng buộc bởi pháp luật hay đạo đức, đã có nhiều hành vi lộng hành tàn bạo thay vì giữ gìn trị an và tránh gây xung đột với người bản địa. Họ lại liên tục tấn công các bộ lạc, cướp của, hãm hiếp, giết người ở những buôn làn người Nờ Mông quanh vùng, gây nên thù hận với hầu hết các bộ tộc. Trong một trận cướp bóc tại làng Bù Đờ Lam, vợ và con gái của thủ lĩnh Nờ Trang Lương đã bị những kẻ cướp có vũ trang bắt giữ, sau đó chặt đứt chân, tay và để mặc cho đến chết. Quá sức đau buồn và phẫn nộ, thủ trưởng Nờ Trang Lương tập hợp các dân làng khởi nghĩa chống lại cuộc cướp phá do các binh lính thực dân Pháp thực hiện. Đầu năm 1914, cuộc khởi nghĩa của tù trưởng N. Trang Lâm lan rộng ra khắp vùng cao nguyên Mờ Nông và lôi kéo được nhiều tù trưởng tài giỏi khác như R. Đinh, R. Ong, tù trưởng các buôn Bùi Tân Chất, Bùi Men Ra, Bùi Nốt, thuộc tổng Cà Rơ Tích, nay là tỉnh Đắk Nông. Tin rằng mối thù của ông là do hậu quả của Henri Machi gây ra, tù trưởng N. Trang Lâm quyết tâm giết bằng được Henri Machi để trả mối hận bằng máu. Bấy giờ, Henri Machi đã được thăng ngạch, tạm biện hạng nhất trong hệ thống quan chức hành chánh, thực địa và được cư trở lại Đông Dương. Henri Machi lên ngay cao nguyên và lập một đồn binh ở Pesta. Đồn binh này do 20 binh lính trấn đóng, được thu nạp từ những người Khmer và Radar, nằm trên địa bàn của người Mờ Nông trong khu vực thuộc phạm vi kiểm soát của tù trưởng Nờ Trang Lương. Ngoài ra, Henri Machi còn thiết lập thêm một đồn binh nữa ở Bomera. Những đồn binh vũ trang đã ít nhiều làm kiềm giữ những hoạt động của quân khởi nghĩa. Đầu năm 1914, Henri Machi được triệu hồi về Sài Gòn để chuẩn bị cuộc bầu cử nghị viện Nam Kỳ. 3 tháng sau khi bầu cử xong, ông ta trở lại Đắk Lắk qua ngã ba cao nguyên Di Linh và được Sabater, công sứ Pháp tại Đắk Lắk, đón tiếp trọng thị tại Buôn Ma Thuột. Sau đó, ông ta cùng với 12 binh lính người Gia Đê và một lính hầu người Việt trên lưng 5 con voi đi về hướng Nam Tây Nguyên. Ông ta không thể ngờ rằng đây chính là chuyến đi cuối cùng của mình. Henri Machi không biết rằng các hành động bạo lực của mình không thể giải quyết được mâu thuẫn giữa ông và tù trưởng N. Trang Lương. Trong thời gian Henri Machi về Sài Gòn, một kế hoạch mưu sát ông ta đã được chuẩn bị sẵn. Đầu tháng 8 năm 1914, tù trưởng N. Trang Lương đã báo tin sẽ thương thuyết với Henri Machi tại làng Bampusta. Hai bên thỏa thuận sẽ tổ chức một đại lễ hòa hợp tại nơi đóng quân của Henri Machi trong một ngôi nhà kiên cố nhất làng. Sáng ngày 5 tháng 8 năm 1914, Henri Machi với sự bảo vệ của 8 binh lính người Radê và một lính hầu người Việt đã tiếp các thủ lĩnh nghĩa quân. Các vũ khí đều được dựng thành đống ở góc nhà. Bất ngờ, tù trưởng N. Trang Lương tiến lại gần, đâm một mũi dao vào bụng Henri Machi. Đồng thời, hai tù trưởng khác là R. Đinh và R. Ong cũng đâm hai nhát vào lưng Henri Machi. Trước khi tắt thở, Henri Machi chỉ kịp kêu lên một tiếng: "Ông!"
các nghĩa quân bên ngoài cũng nhanh chóng ập vào, tiêu diệt nhanh chóng số binh lính ít ỏi theo hộ vệ cho Harry Machi. Hiện nay, di tích về mộ của Harry Machi còn dấu tích tại khu vực huyện Kiến Đức, tỉnh Đắk Nông ngày nay. Mối thù nhà của thủ trưởng N. Trang Lương được thả, cuộc khởi nghĩa nhanh chóng phát triển, một loạt đồn của Pháp ở huyện Kachor, tỉnh Karatai, Campuchia đã bị tấn công và triệt hạ. Quân khởi nghĩa dần kiểm soát được một địa bàn rộng hàng ngàn km và lập nên vùng căn cứ Nâm Nung. N. Trang Lương tập hợp lực lượng vùng lên khởi nghĩa, ông cùng với 150.000 nghĩa quân với tên nỏ, gươm giáo tấn công, tiêu diệt đồn và trụ sở hành chính Buposta, mở đầu cho cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp kéo dài 24 năm. Đến năm 1928, Pháp đẩy mạnh làm con đường 14, đoạn từ Prager Stay Khartoum do tên sĩ quan Galatiller phụ trách. Ngày 6 tháng 1 năm 1933, N. Trang Lương chỉ huy khoảng 200 nghĩa quân được trang bị súng và cung nỏ, tập kích đồn 65 của Pháp, một cứ điểm kiên cố có hầm ngầm và dây thép gai bao quanh. Sau một ngày giao tranh, quân Pháp rút chạy, nghĩa quân tiếp tục chiếm đồn và đánh tan quân cứu viện, giết chết tên chỉ huy Leston. Ngày 26 tháng 1 năm 1931, N. Trang Lương cho quân phục kích, tiêu diệt tên sĩ quan Glanter tại Show, Campuchia, gây chấn động cả khu vực Đông Dương, khiến cho viên toàn quyền Đông Dương vô cùng lo sợ và bất an. Trước tình hình đó, thực dân Pháp tập trung lực lượng quân sự, quyết tâm tiêu diệt nghĩa quân L. Trang Lương. Trong tháng 2 và tháng 3 năm 1933, thực dân Pháp huy động các lực lượng quân sự có pháo binh, yểm trợ từ nhiều hướng, mở ra cuộc càn quét quy mô lớn tấn công vào căn cứ Nâm Nung, một trong những căn cứ quan trọng của N. Trang Lương. Trong cuộc càn quét này, Pháp vừa tấn công bằng quân sự, vừa đốt phá buôn, bon, nương giấy của người Mờ Nông tại vùng căn cứ Nâm Nung để triệt nguồn lương thực, rồi người Mờ Nông và nghĩa quân của N. Trang Lương vào cảnh thiếu đói. Nghĩa quân N. Trang Lương chống trả quyết liệt, nhiều trận đánh diễn ra tại căn cứ Nâm Nung, tiêu diệt hàng trăm tên địch. Cuộc chiến giằng co kéo dài với nhiều khó khăn dồn về phía nghĩa quân N. Trang Lương, nhưng thực dân Pháp không thể nào ngờ, vào ngày 20 tháng 10 năm 1933, nghĩa quân N. Trang Lương bất ngờ tập kích ở núi Bà Rá, ở chân Nam Cao Nguyên, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước ngày nay. Giết được tên đại úy Mori vào tháng 1 năm 1931, nghĩa quân Mờ Nông và Sơ Tiêng tấn công đồn Bù Có và bao vây đồn Bù Na nhưng đều thất bại. Trong tháng 1 năm 1934, nghĩa quân còn có tổ chức tấn công và đánh chiếm đồn Căng Rô La. Sau chiến thắng này, có 500 thanh niên người Mờ Nông Biệt rời buôn, bon, gia nhập nghĩa quân N. Trang Lương. Đến tháng 4 năm 1935, nghĩa quân N. Trang Lương tấn công đồn Rê Lo La, cách đồn biên giới 20 km về phía tây bắc trấn Campuchia, chiếm một phần đồn, giết và làm bị thương nhiều tên địch. Đến lúc này, phong trào kháng Pháp đã dấy lên mạnh mẽ toàn miền Nam Cao Nguyên, đe dọa thật sự đến việc thực hiện các âm mưu cai trị, mị dân của thực dân Pháp tại các thuộc địa Đông Dương. Đầu tháng 3 năm 1935, quân Pháp dọa tên thiếu tá Nio chỉ huy từ bốn hướng tấn công căn cứ Nâm Nung có sự yểm trợ của máy bay. Nhưng nghĩa quân do nắm được tin tức tình báo trước đó nên đã tường kế, tiệu kế, giáng cho quân Pháp những đòn phủ đầu. Ngày 24 tháng 4 năm 1935, nghĩa quân tiếp tục tấn công đồn, cách đồn Bù Đốp 40 km về phía Bắc và cách biên giới phía Nam Campuchia 15 km nhưng bị đẩy lùi. Ngày 29 tháng 4 năm 1935, nghĩa quân lại tấn công và chiếm được một phần đồn Gratiller. Trước sức mạnh của nghĩa quân, thực dân Pháp thực sự hoảng sợ. Do đó, giữa tháng 5 năm 1935, chúng tập trung lực lượng lớn từ ba hướng, Nam Bộ đánh lên, Campuchia đánh sang, từ Đắk Lắk đánh xuống, tập trung tấn công đại bản doanh của nghĩa quân N. Trang Lương. Đang lúc cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt, gay go nhất, thì thủ trưởng R. Ong, R. Đinh, những vị chỉ huy đầy mưu lược và là cánh tay đắc lực nhất của N. Trang Lương bị tử trận và sa vào tay của giặc. Lương thực, vũ khí và thuốc men của nghĩa quân tại căn cứ Nâm Nung thiếu thốn nghiêm trọng. Sau trận càn này, quân Pháp lập thêm nhiều đồn bốt như đồn Henri Met, đồn Bù Cốc, tiếp tục siết chặt vòng vây đối với nghĩa quân. Đầu mùa mưa năm 1935, trong một trận chiến đấu không cân sức, thủ lĩnh N. Trang Lương bị trọng thương và sa vào tay của giặc.
Ông hy sinh vào đêm ngày 23 tháng 5 năm 1935. Cũng có một số tài liệu ghi cuộc tập kích của quân Pháp vào tháng 6 năm 1935 do sự phản bội của một nghĩa quân tên Ba Phông Thê nên tù trưởng N. Trang Lương bị trọng thương, bị bắt và bị xử tử ngày 25 tháng 6 năm 1935. Cuộc khởi nghĩa của các đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên chống thực dân Pháp xâm lược kéo dài 24 năm từ năm 1911 đến năm 1935 do thủ lĩnh N. Trang Lương đứng đầu bị kẻ thù đàn áp và dập tắt. Nhưng ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết các dân tộc trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung của N. Trang Lương và Nghĩa Quân đã khích lệ các thế hệ người Mờ Nông, Sờ Tiêng, Ê Đê, Mạ, Chàm, Kinh, Cờ Ho ở Đắk Nông, Cờ Nông Rô, Đắk Min kế tiếp nhau đứng lên chống bọn xâm lược và tay sai. Nhằm ghi nhớ công lao và những chiến tích của vị tù trưởng, thủ lĩnh người Mờ Nông nhân dịp kỷ niệm 100 năm khởi nghĩa N. Trang Lương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã quyết định xây dựng tượng đài anh hùng N. Trang Lương tại thị xã Gia Nghĩa, đồng thời phục dựng các di tích là địa điểm chống thực dân Pháp của đồng bào Mờ Nông do thủ lĩnh N. Trang Lương lãnh đạo tại xã Đắk Rinh và đã Đắk Bu Sô, huyện Tuy Đức, cùng các hạng mục như các điểm chiến đấu, hầm hào, cộng sự, những trận địa chiến đấu và chiến thắng như Bon Buner, Đồn Bumeri, Bia Heri Machi theo đề án quy hoạch giai đoạn 2011-2014.